Đây là chặng đua 25 vòng tại thành phố Tam Kỳ với tổng cự ly khoảng 50 km. Bốn tay đua của thành phố Hồ Chí Minh Vinama sớm thoát đi, tạo khoảng cách gần 40 giây so với tốp sau. Tuy nhiên, gần cuối chặng, ekip Dopagan Đồng Tháp đã chủ động tăng tốc, bắt kịp bốn tay đua đi đầu, tạo điều kiện cho Trần Tuấn Kiệt đánh chiếm áo xanh, đồng thời giúp đội dược Domesco Đồng Tháp giữ vị trí thứ ba đồng đội tổng sắp. Ở khúc cua cuối cùng cách đích dài trăm mét, hai chuyên gia nước rút là Nguyễn Tấn Hoài và Lê Nguyệt Minh, thành phố Hồ Chí Minh New Group đã té ngã. Cú ngã này không nặng nhưng khiến hai tay đua không thể tham gia tranh chấp thứ hạng cao. Không còn đối trọng tranh chấp, Trần Tuấn Kiệt vì thế đã dễ dàng giành chiến thắng chặng 14 với thời gian 1 giờ 10 phút 23 giây, đạt tốc độ trung bình 42,624 km/h. Với chiến thắng này, Tuấn Kiệt đã đoạt lại chiếc áo xanh tổng sắp từ tay Nguyễn Tấn Hoài của tập đoàn Lộc Trời. Trong khi đó, sau 14 chặng, tay đua người Nga Igor Frolov, thành phố Hồ Chí Minh Vinama vẫn giữ được áo vàng tổng sắp và áo chấm bi đỏ dành cho vua leo núi. Mỗi cuộc đua thì em đều rút ra được bài học, và từ những bài học đó thì em sẽ cân nhắc hơn và có thể đua tốt những chặng kế tiếp và sau này nữa. Ngày 20 tháng 4, các tay đua sẽ nghỉ tự do tại Quảng Nam và sẽ thi đấu chặng thứ 15 từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi vào ngày 21 tháng 4.